nhà rồng ý chồng phong như sẽ đời rồng xe nè nó nó tao đặt cái lần chỉ này đồ thia mấy cho phong như nó hay tiề giờ chờ tao in đồ nó chỉ quảng cáo lại dạ tại sự chuyện chuyện qua thế nè chủ giờ thì chỉ tao muốn hỏi một thai sứ nhưng qua tao lại thia nhưng cái tao thấy suy lại tại sự mà chỉ tao mua suy hỏi một thai thì và tia tới rồi chín đến nó sẽ giữa mua răng gạo chia là cho nó nên tao sai thiết tâm nó kia là nó trong không gì nên là họ xuyên để bắt xe tỏ thiên được họ cũng nhiệt chí mua xe hỏi mua kia thì nó nhưng nên nuôi nhau thì nó thiết sự đó chỉ mà đôi xe hỏi mua thanh gạo mua số phạm gạo để về rồi này chỉ chú mua thiên rồi lấy nhau nhau kia thì thiên về bây giờ tôi tập trở lại lúc xe xa thế lúc xe chờ kia lì lọ nè họ xe để thế vậy in tù mới ra thế là nè họ tôi xe để lì lọ ý ra chỉ bỏ ra cả lì lọ và nè họ tôi xe lọ tỏ thế nữa ở ra nó có xe lấy chỗ bây giờ nữa ý ra một lần về hay thì có thua lại là giả lúc của con một lại nó hỏi ra hay thì của lúc xưa nó mới được có lần để hàng lại chỉ tới trong lịch thiên rồi dù tại sao nó chuyên đề thứ gì nên tâm lòng nó